chị. Hello, đang ôm baby nha con. Ôm baby à? Này, bữa mới mua baby nè cho chê nè. Về ôm hung người ta quá trời luôn. Trời, về ôm hung baby chục chục chục. Mê chơi baby lắm cô chú ơi. À. Baby thích thôi, mấy con thú nó lại không thích chơi. Mấy con thú này nè, chê nó không thích. Mỗi ngày nó ôm baby rồi hung rồi cho baby bú cho baby ăn rồi sáng dậy là ha vác vai bỏ baby lên vai vác đi dỗ dỗ đít. Trời ơi thương baby lắm, ôm hung tối ngày kiểu hung mẹ nó không hung kỳ vậy không Út đúng không con? Ừ. Kêu hung mẹ rồi đâu khi nào hung đâu. Hung baby chục 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 kìa. Ừ, gái. Gái yêu. Ừ. Mê baby còn hơn mê mẹ nữa. Phải không? Hung baby chục chục chục. Chuẩn bị ngủ ha. Đúng không? Còn con baby game nữa đâu mất tiêu rồi. Thường chơi lượt hai con lận. Đó, bắt đầu nhảy hay gì vậy con? Ừ. Thấy chị vô mừng. Thường hai chị em. Chị em tối ngày quay quay. High five với chị kìa. High five đi con. High five. High five đi. She don't even want to high five me. High five chị đi con. Chị high five. High five. Trời ơi, nó hung baby hơn hung mình nữa. Đi. Kêu nó hung mẹ đâu, hung đâu, hung baby chục chục luôn à. Đó. Út, chê, hôn mẹ ăn cái đi chê. Hôn mẹ ăn cái đi. Hôn đi. Hả? Hôn mẹ ăn cái đi mà. Hôn baby không vậy? Nói con. Hôn baby tối ngày à, kêu hôn mẹ không hôn gì hết rồi. Ừ. Thương baby lắm. Đắp mền cho baby nè. Đó. Lái xe hả con? Cho baby ngủ hả? Ồ, xì xì kêu cho baby ngủ. Đắp mền cho baby nè. Trời ơi. Thương baby chưa? Thương baby quá mà. Đắp mền cho baby ngủ nữa. Ồ, ồ sao con sao? Đắp baby hả? Trời ơi, đắp mền cho baby. Ồ con sao con đắp không được á hả? Nè baby nằm vậy con mới đắp được nè. Nè đắp đi. Đó đắp đi. Cho baby đó vậy nè. Đó. Đắp không được cái nhăn nhăn. Làm gì? Ồ, làm gì? Làm gì chùm đầu à? Ý ơi, sao rồi? Làm gì chùm đầu trốn rồi con? Chùm đầu trốn ai á?